Để cụ thể hóa hơn về các phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân thì ở đây tôi lấy cho các bạn hai cái bài tập tiêu biểu về thuế thu nhập cá nhân. Bài thứ nhất là doanh nghiệp chi trả lương cho chuyên gia làm trong một tuần 80 triệu đồng. Và bài thứ hai là doanh nghiệp chi lương cho trưởng phòng kinh doanh 100 triệu đồng và thưởng cho ông này năng suất 5 triệu đồng. Trong đó tiền ăn của ông này là 700.000 đồng, bảo hiểm bắt buộc 10,5% của 100 triệu là 10 triệu 500.000 đồng. Ông này có 30 người, 3 người phụ thuộc là 10 triệu 800.000 đồng và ông này làm từ thiện 20 triệu. Vậy thì yêu cầu của bài tập này là xác định thuế thu nhập cá nhân trong từng trường hợp. Trường hợp thứ nhất, doanh nghiệp chi trả lương cho chuyên gia trong một tuần. Làm cho doanh nghiệp trong một tuần có nghĩa là gì ạ? Chuyên gia này là chuyên gia người nước ngoài, làm việc tại Việt Nam trong vòng một tuần. Vậy thì đối tượng này là đối tượng cá nhân không cư trú. Với đối tượng cá nhân không cư trú thì chúng ta sẽ tính là gì ạ? Chúng ta sẽ lấy cứ mỗi một lần chi trả thu nhập cho ông này nhân với 20%. Vậy trong trường hợp này, sau khi chuyên gia nước ngoài làm xong trong vòng một tuần thì chúng ta sẽ xác định thuế thu nhập cá nhân phải trừ của ông này là 80 triệu nhân với 20% bằng 4 triệu. Vậy thì ông chuyên gia này sẽ nhận về là 80 triệu trừ đi 4 triệu bằng 76 triệu thôi. Trường hợp thứ hai thì tôi sẽ tính chi tiết cho các bạn. Chi lương cho trưởng phòng kinh doanh và lại còn ông này lại còn được thưởng vì là gì ạ? Trong tháng này kinh doanh có hiệu quả cho nên ông này được thưởng 5 triệu. Vậy thì khi xác định khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân tôi phải tính là gì ạ? Tổng thu nhập trong tháng này của ông trưởng phòng kinh doanh là bao nhiêu? Tổng thu nhập của ông này sẽ bằng 100 triệu cộng với 5 triệu tiền thưởng sẽ bằng 105 triệu. Trong 105 triệu này chúng ta sẽ xác định thu nhập chịu thuế. Ông này có một khoản được miễn đó là tiền ăn. Vậy thì các bạn sẽ lấy 105 triệu này trừ đi 700.000 tiền ăn, chúng ta sẽ ra là 104 triệu 300.000 đồng tiền thu nhập chịu thuế. Vì vậy là gì ạ? Trong tháng này ông này sẽ có thu nhập chịu thuế là 104 triệu. Các bạn nhìn thấy là đối với chuyên gia vì là đối tượng không cư trú cho nên ông này sẽ không được miễn hoặc giảm bất kể một khoản nào khi khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy mà tổng thu nhập của ông này là 80 triệu thì cũng chính bằng thu nhập chịu thuế và bằng thu nhập tính thuế của ông đó. Thế còn đối với lại ông trưởng phòng kinh doanh này, ông này là người Việt Nam và thường xuyên có thu nhập tại Việt Nam thì khi tính khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân, tổng thu nhập của ông này là 105 triệu. Nhưng trong đó thì tiền thu nhập chịu thuế của ông này chỉ là 104 triệu thôi. Bây giờ sẽ xét đến phần thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế mà trừ đi các khoản được giảm trừ. Vậy thì trong trường hợp này thu nhập chịu thuế của ông này là 104 triệu này. Đầu tiên tôi sẽ giảm đi tiền bảo hiểm bắt buộc mà ông này phải đóng là 10 triệu 500.000 đồng. Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế chính là đối tượng của ông này là 9 triệu. Cho bản thân của cá nhân ông ấy là 9 triệu này. Và tôi trừ đi tiền phụ cấp người giảm trừ cho người phụ thuộc ấy. Ông này có 3 người phụ thuộc, tôi sẽ lấy 3 triệu 600.000 đồng nhân với 3 người phụ thuộc. Số tiền này bằng 10 triệu 800.000 đồng. Tiếp tục trừ đi 10 triệu 800.000 đồng. Và trong tháng này thì ông này còn làm từ thiện 20 triệu đồng đã có biên lai hoặc là phiếu thu cầm về. Khi đó tôi tiếp tục trừ đi 20 triệu. Vậy thì sau khi trừ đi tất cả các khoản được giảm trừ thì thu nhập tính thuế của ông trưởng phòng kinh doanh này là 54 triệu. Đấy, các bạn nhìn thấy ạ. Thu nhập tính thuế của chuyên gia thì bằng tổng thu nhập là 80 triệu. Còn trong trường hợp ông này là gì ạ? Ông trưởng phòng kinh doanh này là người mà có thu nhập thường xuyên thì mặc dù tổng thu nhập của ông này là 105 triệu, đúng không ạ? Nhưng sau khi chúng ta tính hết các khoản thì ông này, thu nhập tính thuế của ông này lại chỉ là 54 triệu thôi. Bây giờ tôi sẽ xác định tiền thuế thu nhập cá nhân của ông này. Vậy thì 54 triệu này, thì các bạn nhìn ở trong cái bảng ạ, 54 triệu thì có nghĩa là thuế của ông này sẽ là thuế bậc 6. Bậc 6 là bậc mà từ 52 triệu đến 80 triệu. Ông này sẽ chịu bậc thuế cao nhất là 30%. Vậy thì trong trường hợp này tôi phải tính thuế thu nhập cá nhân của ông này bằng cách là 5 triệu đầu tiên tôi nhân với 5%. 5 triệu tiếp theo tôi nhân với
10%, 8 triệu tiếp theo tôi nhân với 15%, 14 triệu tiếp theo nhân với 20%, 20 triệu tiếp theo nhân với 25% và 2 triệu còn lại nhân với 30%. Vậy thì trong trường hợp này, tôi sẽ phải tính lần lượt từng cái bậc thuế này. Lấy 5 triệu nhân với 5% bằng 250.000, 5 triệu nhân 10% bằng 500.000, 8 nhân với 15 bằng bao nhiêu. Tôi sẽ lần lượt cộng toàn bộ những cái bậc thuế thu nhập cá nhân theo từng cái bậc như thế này của ông này lại. Các bạn nhìn thấy là rất nhiều bậc thuế, và sau khi tôi cộng tất cả các kết quả tính toán này lại thì tôi bằng là 10.350.000. Vậy thì trong trường hợp này, khi chi trả cho ông này 105 triệu thì tôi phải trừ đi 10.350.000 tiền thuế thu nhập cá nhân của ông đó. Đúng không ạ? Tôi phải trừ đi 700.000, 10.500.000 tiền thu hộ bảo hiểm cho ông đó nữa. Sau đó thì tôi mới chi trả ra. Thế là các bạn thấy là gì ạ? Rõ ràng là với những đối tượng khác nhau thì phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân sẽ khác nhau. Phụ thuộc vào việc là gì ạ? Phụ thuộc vào việc là các bạn phải xác định được chính xác đối tượng đó là đối tượng nào. Thì khi chúng ta làm quyết toán, các bạn mới đưa được các thông tin vào chính xác được. Đúng không ạ? Vậy lưu ý lại một lần nữa là chúng ta có hai nhóm đối tượng cơ bản. Đó là cá nhân không cư trú và cá nhân cư trú. Nhưng chúng ta lại có ba cách tính thuế thu nhập cá nhân. Đó là cách thứ nhất là tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú này. Cách thứ hai là tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân không cư trú. Trong nhóm cá nhân cư trú thì chúng ta lại có là cá nhân cư trú có hợp đồng lao động dưới 1 tháng. Và cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên. Thế rõ ràng là với mỗi một cách tính thì sẽ áp dụng cho một nhóm đối tượng cá nhân cụ thể. Vì vậy, đối với kế toán thuế trong doanh nghiệp thì yêu cầu các bạn là gì ạ? Các bạn là phải xác định được đối tượng tính thuế thu nhập cá nhân thật chính xác để chúng ta lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân phù hợp.